Xin chào quý anh chị đến với kênh YouTube của Hùng Xe Hơi. Hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Wigo thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2024 này. Thì Toyota Wigo được phân phối thị trường Việt Nam với hai phiên bản là phiên bản số sàn và phiên bản số tự động, thì giá lăn bánh cũng như là trả góp lần lượt các phiên bản như sau. Thì đối với phiên bản số sàn thì có giá niêm yết là 360 triệu và ở thời điểm hiện tại thì anh chị để đăng ký lăn bánh ở những tỉnh thành có thuế 10% nó sẽ rơi vào khoảng là 400 triệu. Và nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì chuẩn bị trước giúp em số tiền khoảng 118 triệu. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản cũng được đa số anh chị quan tâm, chắc đến 80% xe Wigo về Việt Nam là xe số tự động, thì có giá niêm yết là 405 triệu. Và hiện tại lăn bánh ở các thị trường tỉnh nó sẽ rơi vào khoảng 446 triệu. Và nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 126 triệu thôi. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Wigo cũng như đi một vòng xung quanh nội thất của xe. Thì tiếp theo là em sẽ quay cho anh chị về chi tiết hơn chiếc xe Toyota Wigo này. Thì ở trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.2 tự động có giá niêm yết là 405 triệu. Và phiên bản này hiện tại thì có những gì thì ở phần đầu xe anh chị thấy là có cụm đèn full LED, cụm đèn chiếu sáng full LED. Ở phần la răng thì sẽ có là la răng dạng đúc. Chiếc xe Toyota Wigo này thì ở phiên bản này đã được cập nhật khá là lớn, khá là nhiều so với phiên bản trước. Từ hộp số thì chuyển từ i4 sang i3 và hộp số đã sử dụng hộp số CVT, nên là cái vận hành bây giờ nó mượt mà, nó tiết kiệm hơn so với ngày xưa rất là nhiều. Và đặc biệt là cái hộp số này là hộp số DCVT anh chị nhé, là hộp số vô cấp kép. Ở phần tay nắm cửa thì được trang bị nút cảm ứng để mình mở cửa nó dễ dàng và thuận tiện hơn. Còn ở phía phần gương xe thì chúng ta sẽ được trang bị là tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo tiền va chạm. Tính năng này rất là hay, phục vụ cho những anh chị lái mới. Còn ở phần đuôi xe thì được trang bị có hai cảm biến sau phục vụ khi anh chị mình lùi. Còn phần nội thất có những gì? Điểm mạnh nhất của Wigo đời này thì em vẫn đánh giá cao là về cái vận hành động cơ, hộp số và tính năng hỗ trợ lái, tính năng an toàn của xe. Ở đây là phần nội thất của xe Toyota Wigo. Toyota Wigo thì như anh chị thấy có một vài cái thay đổi so với những phiên bản trước. Thứ nhất là cái cần số, vị trí cần số đã khác này. Ngoài ra thì về cái cụm điều chỉnh phía bên gương này cũng khác. Mặt đồng hồ với cả vô lăng thì cũng không thay đổi nhiều. Màn hình cũng vậy. Và đây là một chiếc xe bên em đã triển khai xong về phụ kiện để chuẩn bị giao đến khách hàng. Gồm có dàn phim này, cam hành trình. Ghế được trang bị ở phiên bản này vẫn là ghế nỉ, tuy nhiên là có một cải tiến cũng ít người quan tâm đến, đó là cái tựa đầu ấy thì mình đã điều chỉnh được độ cao thấp, nó không là cái tựa đầu cố định như cái phiên bản trước nữa. Và ghế đã được bổ sung thêm một cái chiều điều chỉnh nữa thành điều chỉnh cơ 6 hướng, điều chỉnh cao thấp ghế, tiến lùi ghế và ngả lưng. Ngày xưa chỉ có tiến lùi và ngả lưng thôi, thì bây giờ đối với những anh chị nào có thể tùy chọn được cái tư thế ngồi, nó sẽ thoải mái hơn ngày xưa rất nhiều. Một cái đặc biệt khác của tất cả các dòng xe Toyota nói chung và dòng xe Toyota Wigo nói riêng này thì anh chị sẽ thoải mái về cái hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai như vừa rồi em đẩy, anh chị thấy ở đây là để rất là xa rồi này. Tuy nhiên là em ngồi hàng ghế hai thì vẫn còn rất thoải mái, độ ngả lưng ghế ok. Và nếu anh chị quan tâm đến cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu của dòng xe này thì nó chỉ rơi khoảng 5,2 lít/100 cây đường hỗn hợp thôi. Hôm vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu sơ bộ cho anh chị về chiếc xe Toyota Wigo này. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe, trả góp hay là mổ xe lịch xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.